Một cần tây mật ong đến từ thương hiệu Mochi được nhiều chuyên gia dinh dưỡng đánh giá là một giải pháp mới giúp cho các chị em chăm sóc sức khỏe, giảm cân và đẹp dáng. Một cần tây mật ong với sự kết hợp công nghệ hiện đại của Nhật Bản với công nghệ sấy lạnh thăng hoa, giữ nguyên hàm lượng dinh dưỡng lên đến 98% và ngon như là cần tây tươi. Bên cạnh đó, ngoài sự kết hợp chọn lọc những nguyên liệu thiên nhiên an toàn lành tính từ cần tây tươi nè, mật ong, đường thốt nốt và hạt đậu trắng, không những đem lại hương vị dễ uống mà còn giúp dễ dàng hấp thu vào cơ thể, giúp cho chúng ta giải độc, giảm cân, giữ dáng và cải thiện hiệu quả chỉ trong vòng 4 tuần. Phải mất từ 1 đến 2 tiếng để chúng ta mua cần tây tươi về ép để uống, nhưng với bột cần tây mật ong thì chỉ trong vòng 1 phút thôi, các bạn có thể dễ dàng pha chế và cũng như vẫn đảm bảo hàm lượng chất dinh dưỡng của nó. Vậy còn chần chờ gì nữa mà không đầu tư ngay cho mình bột cần tây mật ong để duy trì sức khỏe, giảm cân và đẹp dáng đúng không ạ? Quý vị cần tư vấn về sức khỏe và đặt mua sản phẩm có thể liên hệ ngay với chúng tôi qua số hotline ở trên màn hình để được tư vấn miễn phí và đặt mua sản phẩm với giá ưu đãi. Như chúng ta đã biết thì cần tây rất là tốt cho việc giảm cân. Trong 100g cần tây thì chỉ có 11 calo, rất là giàu chất xơ, vitamin và chất khoáng, đặc biệt là ngăn ngừa cái cảm giác thèm ăn và ngăn ngừa quá trình tích tụ mỡ nữa. Đặc biệt là một nghiên cứu gần đây cho thấy trong cần tây có chứa rất là nhiều nước, 1/3 là chất xơ, và khi chất xơ này đưa vào trong dạ dày cũng như là đường ruột thì sẽ không thể tiêu hóa mà sẽ tạo cho chúng ta cảm giác no rất là lâu nhưng mà không hề dư calo nha các bạn. Cho nên là về cái phương diện giảm cân này thì người ta chứng minh là trong cần tây có hiệu quả rất là cao hơn so với những loại trái cây cũng như những loại rau xanh tốt mà chúng ta thường thấy như là cà chua, súp lơ, bắp cải hoặc là táo vân vân. Đúng là như vậy đó. Như vậy là với những cô nàng nào mà chúng ta đang sở hữu cái vòng eo bánh mì thì có thể là kết hợp sử dụng bột cần tây mật ong để là cho việc là giảm béo bụng và duy trì vóc dáng nữa đúng không ạ? Đúng rồi đó Cao Duyên. Nếu như mà chúng ta áp dụng phương pháp này chỉ với 1 ly cần tây mỗi ngày thôi thì sẽ giúp cho chúng ta đánh bay mỡ thừa một cách rất là nhanh chóng. Và đặc biệt nếu như các bạn áp dụng một cái chế độ ăn uống khoa học nữa thì Thúy Quỳnh tin chắc rằng cái hiệu quả giảm cân sẽ rất là cao luôn đó. Thật sự đúng là như vậy, với những người mà bận rộn công việc giống như là Cao Duyên thì việc mà mua cần tây tươi về nhà rồi bày ra ép thật sự là không thể nào duy trì lâu được. Nhưng với một hộp bột cần tây như thế này thật sự là rất là dễ dàng sử dụng mà còn tiện lợi nữa đó. Đúng rồi đó Duyên à, cách pha chế thì rất là dễ dàng luôn. Và bây giờ thì Quỳnh nói ở đây thì chắc mọi người sẽ không được hình dung cái sự tiện lợi tuyệt vời của nó như thế nào đâu. Thì bây giờ Quỳnh sẽ cho các bạn thấy đây là một cái hộp bột cần tây mật ong ở trên tay Quỳnh đây. Thì bên trong sẽ có những cái gói như thế này ha. Và tổng hợp là có 14 gói nha các bạn. Đó. Thì bây giờ Quỳnh sẽ khui ra để cho các bạn thấy cái dạng bột cần tây là như thế nào ha. Đây là một cái chén bột cần tây Quỳnh đã khui ra rồi. Và đây là bột thì rất là sánh nhuyễn nha các bạn. Rất là mịn luôn á Duyên. Thật sự là khi mà cầm cái chén bột đó em nghe mùi được bột cần tây rất là thơm luôn đó chị. Chị cho em mượn để cho mọi người có thể xem cái chất bột như thế nào nha. Đây mọi người có thể thấy nè, chất bột rất là sánh mịn luôn và được sấy nhuyễn thăng hoa và được xay nhuyễn nữa, cho nên là giữ nguyên được cái hàm lượng dinh dưỡng luôn đó mọi người. Và bây giờ thì Quỳnh sẽ hướng dẫn cho các bạn cách pha chế bột cần tây mật ong này nha. Cũng rất là đơn giản đó các bạn ơi. Các bạn hãy chuẩn bị khoảng tầm 200ml nước đựng trong một cái chai thủy tinh như thế này nè. Đó, sau đó thì các bạn xé cái túi này ra. Mình sẽ đổ bột vào trong đây ha. Khi mà đổ vô á, thì các bạn có thể dùng muỗng hoặc là các bạn dùng muỗng các bạn khuấy lên. Đây, bột cần tây thì các bạn có thể gia giảm tùy theo khẩu vị của mình. Ở đây thì không có muỗng cho nên là Quỳnh sẽ lắc cái chai này nha. Đó, các bạn lắc đều lên. Thế là chúng ta đã có một ly mật ong cần tây rất là thơm ngon rồi. Và Quỳnh xin nhắc lại là nếu như các bạn muốn đổi khẩu vị á, thì các bạn có thể bỏ thêm đá này hoặc là bỏ vào trong ngăn mát tủ lạnh thì mình sẽ dễ dàng uống hơn. Và nếu như các bạn kiên trì uống một ngày từ 1 đến 3 lần và nhớ là uống khi bụng đói trước khi ăn nha, thì hiệu quả giảm cân sẽ nhanh chóng hơn luôn á. Rất là dễ dàng luôn đúng không mọi người? Chưa đến 1 phút nữa và bây giờ thì Cao Duyên có lẽ là phải uống thử xem là vị của nó như thế nào nha. Em mượn cho chị Quỳnh. Rồi, vậy bây giờ thì Cao Duyên sẽ uống xem là vị của cần tây mật ong như thế nào nha. Sao em thấy sao?
Thật sự là không có bị hăng như là cần tây tươi đó chị, và ngọt và rất là dễ uống luôn. Và nếu như mà chúng ta kết hợp với việc mà chúng ta uống lạnh nữa thì thật sự là rất là tuyệt vời luôn đó. Và nếu như mà những ai mà đã từng ép cần tây tươi giống như Cao Duyên á thì có thể thấy được màu của cần tây này rất là tự nhiên, tươi và nhìn là mình đã muốn uống rồi đó. Và thật sự là rất là ngon luôn. Và các bạn ơi, bột cần tây mật ong Mochi được đóng gói theo dạng hộp. Mỗi hộp thì sẽ có 14 gói, mỗi gói là 4 gram. Đây, rất là tiện dụng và các bạn chỉ cần pha chế trong vòng 1 phút rất là nhanh chóng dễ dàng nha. Và với một hộp như thế này chỉ với giá 190.000 đồng thôi, tính ra một ngày thì chưa đến 13.000 nữa, các bạn đã có thể sở hữu một vóc dáng cũng như là một cơ thể rất là cân đối rồi. Wow, rất là tiện dụng đúng không ạ? Và uống cần tây mật ong mỗi ngày để tăng cường cái sức đề kháng, đẹp da và bổ sung rau cho cơ thể nếu như mà cơ thể các bạn đã ngán các món rau. Vậy hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua số hotline ở trên màn hình để được tư vấn miễn phí và đặt mua sản phẩm với giá ưu đãi. Hãy để cần tây mật ong từ thương hiệu Mochi đồng hành cùng vóc dáng thon gọn, sức khỏe tốt và một làn da tươi trẻ nhé.